Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong tháng 12 năm 2020, camera giao thông đã ghi hình xử phạt 6.858 trường hợp vi phạm, nộp ngân sách hơn 7 tỷ đồng. Tất cả các xe vi phạm nhiều lần trên cùng tuyến đường Giải Phóng, đoạn trước cửa Bệnh viện Bạch Mai đều là xe kinh doanh vận tải taxi. Trong số các chủ xe bị phạt nguội ở cổng Bệnh viện Bạch Mai, hơn 1.150 người là tài xế taxi. Đáng nói có một số trường hợp lái xe bị camera giám sát giao thông phát hiện 55 lần vi phạm. Cơ quan công an đã gửi 16 thông báo vi phạm đến chủ phương tiện và đến ngày 2 tháng 12 vẫn còn 7 lần vi phạm chưa được xử lý. Hiện dữ liệu đăng ký xe toàn quốc không có số điện thoại của chủ xe. Do vậy, cách nhanh nhất là người dân chủ động tra cứu trên trang web của Công an Hà Nội và Cục Cảnh sát Giao thông để biết về vi phạm.